Chủ tịch TPSCM cam kết thực hiện nghiêm kết luận thanh tra về Thủ Thiêm. Báo cáo về tình hình chung của thành phố lớn nhất cả nước, Chủ tịch Nguyễn Thành Phong cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2019, tăng trưởng GDP ước đạt 611.525 tỷ đồng, tăng 7,86%, thu ngân sách có hiệu quả, đạt 193.310 tỷ đồng, đạt 48,43% dự toán, tăng 7,04% so với cùng kỳ. Để giải quyết những vấn đề tồn đọng, Chủ tịch TPSCM kiến nghị chính phủ sớm thông qua nghị quyết cho phép TPSCM thực hiện cơ chế, quy trình đặc thù để rút ngắn thời gian bồi thường, hỗ trợ tái định cư và bàn giao mặt bằng dự án có thu hồi đất trên địa bàn thành phố. Ông Thành Phong cũng kiến nghị Thủ tướng sớm phê duyệt đề án cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước TPSCM giai đoạn 2019-2020. Người đứng đầu chính quyền thành phố bày tỏ mong muốn Thủ tướng sắp xếp, có buổi làm việc với TPSCM vào giữa tháng 7 để tháo gỡ giải quyết các vướng mắc, khó khăn đối với các dự án trọng điểm chậm triển khai. Trong 6 tháng cuối năm, ông Phong cho biết TPSCM sẽ triển khai nhiều giải pháp trọng tâm, trong đó nhấn mạnh việc sẽ thực hiện nghiêm kết luận của Thanh tra Chính phủ về công tác quản lý nhà nước và thực hiện quy hoạch, quản lý sử dụng đất đai ở khu đô thị mới Thủ Thiêm. Cuối tháng 6 vừa qua, Thanh tra Chính phủ ban hành kết luận việc quy hoạch, quản lý xây dựng, đất đai ở khu đô thị mới Thủ Thiêm, chỉ ra hàng loạt sai phạm gây lãng phí, nguy cơ gây thất thoát tiền của nhà nước với giá trị lớn. Theo kết luận, TPSCM phải thu hồi và hoàn trả ngay 26.300 tỷ đồng đã tạm ứng không đúng quy định từ ngân sách nhà nước để đầu tư cho khu đô thị này tính đến ngày 30 tháng 9 năm 2018. Đến 31 tháng 12, nếu UBND TPSCM không khắc phục được hoặc khắc phục không triệt để các vi phạm về kinh tế, Thanh tra Chính phủ sẽ chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra để xem xét, xử lý. Cơ quan thanh tra cũng chuyển kết luận đến Ủy ban Kiểm tra Trung ương để xem xét, xử lý theo thẩm quyền đối với các tổ chức, cá nhân thuộc diện Bộ Chính trị và Ban Bí thư quản lý. Địa phương ta thán phải, xin, được làm sân gan, quy hoạch. Phần thảo luận tại hội nghị, vấn đề phân quyền, tự chủ của các địa phương cũng được lãnh đạo nhiều tỉnh, thành đề cập. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tờ Pi Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng kiến nghị chính phủ phân cấp cho các địa phương chủ động giải quyết một số công việc để đẩy nhanh tiến độ và triển khai thực hiện các dự án sân gan tại các vị trí không phải đất lúa, không phải đất rừng. Đặc biệt, Hải Phòng kiến nghị chính phủ giao cho các tỉnh thành lớn được chủ động chuyển đổi trên 10.000 ha đất lúa sang thực hiện các dự án công nghiệp không phải xin ý kiến Thủ tướng. Đồng thời, đề nghị các bộ, ngành không khống chế diện tích đất lúa với các thành phố lớn, để thành phố chủ động trong quy hoạch. Ngoài ra, ông Tùng cũng kiến nghị chính phủ cho phép thành phố và các địa phương được phê duyệt dự án ngoài ngân sách với tổng mức đầu tư trên 5.000 tỷ đồng, dự án đầu tư công trên 1.500 tỷ đồng. Chủ tịch thành phố Cảng cũng xin được sớm xây dựng nhà ga T2 sân bay quốc tế Cát Bi. Ông Tùng thông tin, hiện bộ GTVT đã giao cho Tổng Công ty Cảng Hàng Không VNACV, nhưng thủ tục triển khai rất chậm. Từ điểm cầu Cà Mau, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh này cũng tha thiết mong Trung ương phân cấp mạnh hơn nữa cho các địa phương để có thể chủ động, kịp thời quyết định nhiều vấn đề. Chủ tịch Cà Mau dẫn chứng, tỉnh nào có tiềm năng lớn về năng lượng tái tạo, ước tính công suất khai thác khoảng 6000 MW nên có nhiều nhà đầu tư quan tâm nên đầu tư. Tuy nhiên, có nhiều điểm khó, phụ thuộc vào nhiều cơ quan, đơn vị nên địa phương không quyết được như việc phải bổ sung quy hoạch các nguồn năng lượng như điện gió, năng lượng sóng biển, đầu tư mạng lưới truyền tải điện 500 kV. Trao đổi về vấn đề này, thay mặt lãnh đạo chính phủ, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cho biết, trước đây, thẩm quyền duyệt quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch sân gan thuộc Thủ tướng Chính phủ, nay Thủ tướng đã ủy quyền cho Bộ Kế hoạch Đầu tư thực hiện để tháo gỡ vướng mắc một phần. Tới đây, việc này cũng sẽ được quản lý theo hướng Thủ tướng, Chính phủ chỉ quy định tiêu chí cụ thể làm sân gan, còn phê duyệt làm dự án sân gan cụ thể nào là để các địa phương tự làm. Theo đó, sẽ không còn cơ chế các tỉnh phải đi, xin, bộ, ngành, trung ương để làm sân gan nữa. Nói chung về các quy hoạch, Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh nhanh chóng hoàn thành các quy hoạch tổng thể, đồng bộ để các địa phương căn cứ theo đó chủ động triển khai việc điều hành của mình. Pi Thảo, nhớ bấm đăng ký theo dõi để nhận được nhiều thông tin mới nhất.